Thêm hai nạn nhân trong vụ cháy nhà ở Bình Dương đã không qua khỏi. Hai nạn nhân là con của chủ nhà trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 18 tháng 8 tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Vụ cháy đã khiến cả 5 người trong căn nhà không qua khỏi. Sáng ngày 19 tháng 8, cơ quan chức năng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết có thêm hai nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 18 tháng 8 tại khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An đã không qua khỏi, nâng tổng số người không qua khỏi trong vụ cháy lên con số 5. Hai người mới qua đời là Lê Thị Hải Yến, sinh năm 2003 và Lê Gia Bảo, sinh năm 2006, là con của ông Lê Đình Ánh, sinh năm 1977, chủ nhà, và bà Hoàng Thị Lam, sinh năm 1978, vợ ông Ánh, đều đã không qua khỏi. Như vậy, vụ hỏa hoạn đã khiến 5 người trong căn nhà không qua khỏi. Trước đó vào khoảng 22 giờ 15 phút đêm ngày 18 tháng 8, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà nằm trong hẻm trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An. Khi tới kiểm tra, nhiều người tá hỏa thấy căn nhà này đang bốc cháy dữ dội. Mọi người đang hô hoán nhau phá cửa để tiếp cận vào bên trong dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức năng. Đến khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 8, ngọn lửa được khống chế, 5 người bên trong nhà được đưa ra ngoài, nhưng 3 người đã không qua khỏi, gồm ông Nguyễn Đình Ánh, sinh năm 1977, chủ nhà, bà Hoàng Thị Lam, sinh năm 1978, vợ ông Ánh, Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 2001, cháu gái gia đình ông Ánh. Hai người con của vợ chồng ông Ánh là em Hải Yến và Gia Bảo, mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.